Xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tiết học âm nhạc lớp 3, tiết 2 với nội dung học bài hát quốc ca lời 2. Mỗi dân tộc đều có bài hát cho riêng mình. Bài hát quốc ca Việt Nam là bài hát thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Trong suốt hơn 70 năm qua, bài hát đã mang một phần sông núi khí thiêng của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, cô trò chúng ta tiếp tục làm quen với nội dung ca từ của lời 2 và tập bài hát lời 2 của bài ca. Để chuẩn bị tốt cho nội dung này, các em chuẩn bị cho cô một tập vở thực hành lớp 3 do Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà Giáo dục Xuất bản Việt Nam phát hành và đi kèm là phần mềm iBook. Với phần mềm này, các em có thể từ học, từ tập luyện và kiểm tra đánh giá lại năng lực của mình mọi lúc, mọi nơi. Phần mềm sẽ hỗ trợ cho các em một phương pháp học thật tích cực và có hiệu quả cao. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung của bài học nhé. Tiết trước, cô trò chúng ta đã được nghe và tập lời 1 của bài hát quốc ca. Hôm nay để bắt đầu cho tập bài hát quốc ca lời 2, cô mời các em nghe nội dung của bài hát. Đoàn quân Việt Nam đi sao vàng phấp phới, dắt giọng nòi quê hương qua nơi lầm than, cùng chung sức phấn đấu xây đời mới. Đứng đều lên gông sức ta đập tan, từ bao lâu ta nuốt căm hờn, quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường, tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Đó là toàn bộ nội dung ca từ của lời 2 bài hát quốc ca. Trước khi đi vào tập bài hát, cô mời các em lắng nghe bài hát mẫu trong phần mềm iBook. Các em lắng nghe nha. Thank you.
Như vậy là chúng ta đã được nghe giai điệu của lời hai bài hát quốc ca. Và có lẽ lần trước chúng ta tập bài hát quốc ca lời một rồi, các em đã hát một cách nhuần nhuyễn và giai điệu này rất là quen thuộc vì các em thường nghe giai điệu của chúng ta lên trong những giờ chấm thơ đâu vô ngủ mà. Và bây giờ chúng ta tập lời hai có lẽ là dễ dàng đối với chúng ta, phải không nào? Bây giờ cô sẽ sử dụng phần mềm Asimus để hướng dẫn các em tập hát từng câu của lời hai bài hát quốc ca. Chúng ta bắt đầu tập nha. Cô mời các em thực hiện lại một lần nữa với phần nhạc không lời của lời 2. Các em đã thể hiện phần nhạc không lời của lời 2 rất là tốt. Bây giờ cô mời chúng ta cùng thực hiện cả bài với phần nhạc không lời trong phần mềm iCBook. Như vậy là cô trò chúng ta đã xong phần học bài hát quốc ca lời 2. Bây giờ chúng ta sẽ qua nội dung thứ hai, đó là thực hiện bài tập.
nhạc sĩ nào sáng tác bài hát quốc ca Việt Nam? Các em hãy khẳng định cho cô một lần nữa, ai là tác giả của bài hát quốc ca? A. Ngọc Nhung, B. Hoàng Việt, C. Trần Hoàng và D. Văn Cao. Các em hãy sử dụng phần mềm Azure tích vào đáp án mà các em cho là đáp án đúng. Hãy trả lời cho cô, nhạc sĩ sáng tác bài hát quốc ca Việt Nam là ai? A. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận, B. Nhạc sĩ Hoàng Việt, C. Nhạc sĩ Trần Hoàng và D. là nhạc sĩ Văn Cao. Các em hãy sử dụng phần mềm Facebook và tích vào ô mà mình cho là đáp án đúng. Cảm ơn các em đã thực hiện phần bài tập này. Chúng ta hãy kiểm tra lại kết quả trong phần mềm Facebook. Như vậy là các em đã trả lời chính xác cho nội dung này. Xin chúc mừng các em. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành nội dung bài học hôm nay rồi. Các em lưu ý cho cô, ở độ tuổi học sinh, khi thể hiện bài hát quốc ca, các em phải thể hiện trong một tư thế thật là trang nghiêm. Các em thể hiện bài hát một cách khí phách, hào hùng, tự hào. Chú ý giữ trật tự trước, trong lúc và sau khi hát. Các em thể hiện bài hát thật to và rõ ràng. Về nhà, các em có thể truy cập vào phần mềm Facebook để tập lại, liền lại nội dung ca từ và giai điệu của bài hát thật nhuần miệng và tự tin. Và đừng quên xem bài mới cho tiết sau, đó là học bài hát, bài ca đi học. Còn bây giờ, cô chào các em và hẹn các em ở tiết học sau nhé.